Hiền Thục công khai ảnh tình tứ bên trai trẻ, chị đẹp cuối cùng đã có bồ. Thành công, xinh đẹp là thế nhưng ca sĩ Hiền Thục cực kỳ kín tiếng trong chuyện đời tư. Cho đến mới đây, giọng ca nhật ký của mẹ bất ngờ tung ảnh tình tứ bên một chàng trai trẻ. Trong khung hình, cả hai ăn vận rất ăn ý với quần jean, áo phông trắng. Chẳng những vậy, Hiền Thục còn nhìn trai lạ bằng ánh mắt thâm tình, hệt như đang yêu. Kèm với hình ảnh là dòng trạng thái, mái tóc cài sao biển. Ngay sau khi đăng tải, loạt khán giả nghi ngờ chàng trai trong khung hình chính là phi công trẻ của Hiền Thục. Không ít người đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới Hiền Thục, cho rằng cuối cùng cô đã tìm được bến đỗ bình yên sau nhiều năm làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, chia sẻ với bạn bè, Hiền Thục cho biết chàng trai đứng cạnh cô là em của Quang Vinh. Hiền Thục và nhân vật này đang cùng tham gia quay hình tại Vũng Tàu. Dân tình đã được fan mừng hụt vì tưởng Hiền Thục công khai hình người yêu. Ca sĩ Hiền Thục trở thành mẹ đơn thân từ năm 20 tuổi. Trong độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, Hiền Thục cũng mơ ước có một đám cưới viên mãn bên người mình yêu như bao cô gái khác. Vậy nhưng khi đó cô lại phát hiện mình mang thai. Hơn 2 thập kỷ trôi qua, Hiền Thục vẫn một mình chăm sóc con gái. Hiện tại, con gái Hiền Thục đã là thiếu nữ thông minh, xinh đẹp giống mẹ. Dù đã chạm ngưỡng tuổi 40, nhưng lúc nào nhan sắc của cô cũng khiến dân tình phải trầm trồ vì quá trẻ trung, xinh đẹp. Cô và con gái cũng luôn tâm sự chia sẻ với nhau mọi chuyện. Hiền Thục cho biết cô cũng có tình yêu mới nhưng chưa muốn tiết lộ về người đàn ông này. Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, khán giả vẫn đang chờ mong ngày gần nhất Hiền Thục hé lộ về chuyện đời tư tình cảm của mình và hy vọng rằng hạnh phúc sẽ đến với nữ ca sĩ.